Việt Nam có bao nhiêu người có 1.000 tỷ đồng? Theo một số liệu thống kê, bạn chỉ cần có 591 tỷ đồng là bạn sẽ có thể là top 0,001% dân số giàu nhất Việt Nam. Ngày nay, với sự phát triển thần tốc của Việt Nam, đã có rất nhiều dân chơi giàu chỉ sau một đêm và nhiều dân chơi lại thích giàu ngầm. Vậy Việt Nam có bao nhiêu người có trong tay 1.000 tỷ đồng? Nếu xét trên sàn chứng khoán, thì theo thống kê mới nhất, Việt Nam đã có 155 người có tài sản giá trị hơn 1.000 tỷ đồng, nhưng chưa thể nào có số liệu cụ thể nhất về những người này. Số người sở hữu từ 30 triệu đô la Mỹ trở lên ở Việt Nam năm 2021 là 1.234 người và dự báo sắp tới, số người giàu sẽ tiếp tục tăng trong khoảng 26%. Điểm mặt một số người giàu mà nhìn đâu cũng thấy như chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, CEO Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, chủ tịch Thaco Trần Bá Dương và chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang và nhiều các cá nhân khác. Theo dữ liệu được thu nhập từ cơ sở dữ liệu về bất bình đẳng thế giới, năm 2021, top 1% người giàu nhất Việt Nam chiếm tới 26,5% tài sản của cả nước, trong khi top 10% người giàu nhất chiếm tới 59%. Nếu tính như này thì quả thực kiểu gì idol livestream của giới trẻ, dù không góp mặt trên sàn chứng khoán nhưng cũng thừa sức cân được các đối thủ. Không biết khối tài sản triệu đô như vậy liệu có xứng đáng là người giàu nhất Việt Nam hay không? Tôi đố anh em biết, tôi đánh nhắc đến ai luôn đấy.